Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Survey Việt. Hôm nay nhân dịp trời mưa âm u buồn bã, mình sẽ lôi chiếc Survey Pro 2017 ra phá một chút. Mình sẽ thử chơi một số tựa game trên em nó để xem là chiếc máy này có thể giúp anh em giải trí những lúc buồn hay không. Bắt đầu thôi nào. Điểm lại đôi chút về cấu hình của máy thì ở đây chúng ta có bản chip Intel Core i5 7300U Skylake, RAM 4GB, SSD 128GB. Đáng tiếc là em nó không được trang bị card đồ họa rời, máy chỉ được trang bị card on Intel Iris Plus Graphics 640. Tựa game đầu tiên mà mình lựa chọn đó là game mà mình ưa thích nhất, đó là LOL. Đầu tiên mình sẽ test game ở chế độ Max Setting. Ban đầu thì game khá là mượt, nhưng sau khi có quái và tướng thì bắt đầu xuất hiện hiện tượng drop FPS không ổn. Và sau vài lần lựa chọn thì cuối cùng mình cũng thấy game bắt đầu chơi ổn ở mức setting trung bình. Ở đây game dừng lại ở mức FPS trên 60, một mức FPS vừa đủ để chơi game. Tuy vậy các bạn đừng thất vọng, chúng ta sẽ được chơi game trên một màn hình trên 3K, trải nghiệm đồ họa nhân vật rất là tuyệt vời, khác xa với những màn hình Full HD thông thường. Tiếp theo mình sẽ tiếp tục trải nghiệm game đột kích trên chiếc Survey Pro 2017 này. Khi vào game thì máy vẫn chạy mượt mà với mức FPS trung bình dao động từ 70 đến 100. Đây là một con số khá tuyệt vời cho một chiếc máy tính không chuyên game như Survey Pro 2017. Mình cũng muốn thử cài những game nặng phổ biến khác, nhưng theo mình nghĩ thì chắc là quá sức đối với em nó. Nên mình lần mò vào store của Windows thì mình bắt gặp vài thứ khá hay ho. Mình tí nữa quen rằng đây là một chiếc máy tính bảng nên mình sẽ tải game trong store về chơi thử. Game đầu tiên mình chọn đó là Alpha 8, một tựa game miễn phí trong store của Microsoft. Alpha 8 là một trong những tựa game đua xe ăn khách nhất, được hoàn thiện về mọi mặt so với những phiên bản khác, cho trải nghiệm về tốc độ, đồ họa, âm thanh cực kỳ hoàn hảo. Khi vào game thì mình chọn luôn chế độ đồ họa hiệu suất cao nhất thì mình chẳng biết nói gì ngoài việc thốt lên rằng quá tuyệt vời. Đối với một thanh niên yêu xe và có phần đam mê tốc độ như mình thì việc chơi một game đua xe đặt ra rất nhiều yêu cầu, như khi chơi phải thật mượt mà, hình ảnh phải rõ nét, chi tiết các hiệu ứng trong game phải thật long lanh và chân thực, thì máy vẫn đều đáp ứng được hầu hết nhu cầu đó. Tất cả những tình huống đòi hỏi cấu hình cao để chạy mượt mà như Drift hoặc khi xe bị húc lật cũng không thể làm khó được em Survey Pro 2017 này. Tiếp theo mình sẽ trải nghiệm thêm một game FPS nữa, đó là Modern Combat 5. Đây cũng là một tựa game free trên App Store của Microsoft. Vào game việc đầu tiên của mình là vẫn để chế độ Max Setting. Sau khi trải nghiệm vài hiệp ở chế độ đấu một thì mình chẳng có thể chê gì ở em nó, ngoại trừ là việc mình bắn gà vãi cả trưởng ra. Âm thanh sống động, hình ảnh và hiệu ứng chân thực đến từng phát bắn, chi tiết màu sắc đều quá tuyệt vời. Chơi mấy game FPS nền tảng game di động hiệu ứng long lanh trên em Survey Pro 2017 này thì quả thật là rất tuyệt vời. Tổng kết thì mình thấy rằng em Survey Pro 2017 này hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu giải trí, chơi game thông dụng của mọi người. Trải nghiệm về các game trên nền tảng app di động thì rất tuyệt vời. Chiếc Survey này nó không ngán bất kỳ game nào cả. Máy chạy ổn định mượt mà đem lại cảm giác trải nghiệm tuyệt vời. Còn với những game nặng trên nền tảng PC thì chiếc Survey Pro này chơi ổn định ở mức setting trung bình. Nhưng mình cũng không khuyến khích anh em chơi những game nặng trên chiếc máy này vì chơi lâu sẽ có hiện tượng nóng máy và điều đó ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của máy. Và vừa rồi là bài kiểm tra game trên chiếc Survey Pro 2017 phiên bản Core i5 của mình. Nếu các bạn có bất cứ câu hỏi hay ý kiến thắc mắc nào thì hãy để phía dưới phần comment video. Và đừng quên là like, subscribe, theo dõi channel của bọn mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Xin chào!